chào các bạn à, rất vui gặp lại các bạn trong kênh Ngọc Chiến bất động sản Vinhome. ở video này mình sẽ chia sẻ với các bạn uh, một số các cái giải pháp uh, hình ảnh thực tiễn có thể là về về làm thang máy ở một số các cái căn liền kề đơn lập hoặc là những các căn biệt thự tại Ocean Park 2 và một số cái giải pháp và với những cái mà uh, những cái căn xẻ khe những căn sẻ khe hoặc những căn đơn lập hoặc những căn song lập thì chúng ta có cái cái diện tích chủ đầu tư chừa ra thì chúng ta sẽ sáng tác như thế nào để nâng cao cái giá trị cái căn biệt thự của chúng ta thì vấn đề nổi cộm là những căn liền kề thường là 5 tầng thì vào trong một ngôi nhà thì chúng ta có mỗi người có một cái style phong cách khác nhau nhưng mà bây giờ thì mọi người cũng đã nhiều căn thì ba 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 tầng họ cũng ba tầng họ cũng đã làm thang máy rồi thế thì uh, bây giờ chúng ta thấy 5 tầng thì uh, nó cũng có một cái những cái câu chuyện đấy thì uh, và ở trong Ocean Park 2 thì lại có một số các căn trước đây thì lại tiêu chuẩn bàn giao là có cả uh, bàn giao thô là có cả cái 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 cái, cái thang bộ đã 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 làm Thế có một số căn thì chưa chưa làm thì chủ đầu tư trừ tiền Đấy, thế thì dẫu gì thì bây giờ Nhưng mà tiêu chuẩn thì vẫn phải bắt buộc có cả thang bộ và thang máy Vì tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy Thế nên là chúng ta lại phải có những giải pháp thiết kế cụ thể Nhưng có thể là nếu như những căn 48, 58 Thì cũng là một bất cập về thang máy nữa thì Diện tích nó bé Nhưng mà đúng tầm độ khoảng 68, 58, 68 trở lên 63 trở lên Thì các giải pháp thiết kế về thang máy thì là ok thì chúng ta cũng sẽ thấy là như này Thực tiễn ở chỗ Ocean Park 1 này thì cũng rất là nhiều nhà làm rồi Đấy, Ví dụ như là các cái quán ấy Thì thang máy bây giờ nó cũng, cũng tiến bộ Và cũng không đòi hỏi phải cái bên dưới này Là phải xuống đào sâu xuống mà đây cứ như này Thì cũng đã tạo được thang máy rồi Thế nên ra là các nhà phát triển về thang máy Họ đã nghĩ tính trước cái việc này rồi Thế chúng ta chỉ có cái câu chuyện là chúng ta bố trí cái không gian Và cái cũng có thể những giải pháp thiết kế bị bị đập bị đập bị tháo rỡ đấy thì nó phù hợp nhưng mà làm cái này thì các bạn cứ an tâm là các bạn làm trong nhà và các bạn xin cái file và trước khi cái đơn vị thiết kế họ trình lại chủ đầu tư những giải pháp thì uh, chủ đầu tư cũng đồng ý thôi không không có cái gì là căng thẳng cả chỉ có điều là mình có chọn cái lựa phạm. chọn lựa các đơn vị thi công ấy. họ đã làm với vin rồi quan điểm của mình như thế thì nó cũng sẽ thuận hơn hoặc là trong kỳ tới À, trong uh, chắc là phải ra riêng đi ngoài tết âm lịch mình cũng sẽ vào một số các căn có những đơn vị kiến trúc họ đã thi công rồi thì mình quay trực tiếp cho các bạn Nên lên hình nữa thì chắc cũng nói còn đây những cái đơn vị thiết kế này thì mình nghĩ nó cũng không, không có cái gì là phức tạp cả thậm chí các cái bạn kiến trúc cũng đã đi theo mình rồi đi khảo sát từng căn một rồi căn 63 căn 58 cái căn đấy thì uh, họ đã cũng đã khảo sát thì họ đưa chia ra những cái, cái, tư vấn nó không có gì là phức tạp cả đấy thì các bạn sẽ đây đây cái giải pháp còn đâu đương nhiên là vẫn phải tồn tại cả thang bộ nhé chứ không mà không, không ấy được thì cũng có, có một cái nhé. hoặc là cũng có cái này nó xem cái tông màu này. tông màu đây cái giải pháp này cái okay. và uh, cái này cái này thì uh, mình cũng cũng thấy có những cái giải pháp này cũng rất là hay này ví dụ như này nó tạo công cái, cái không gian thoáng cho 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 cái căn nhà của chúng ta đấy, đấy bố cục nó rất là hợp lý đấy, thì thì hoặc là trong những cái này họ không ấy kính mà họ cái, cái dây 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 xuống đó này, này cũng là một cái điều rất là hay mình thấy cũng là điều tuyệt vời ví dụ cái quán cà phê lắc của bạn mình ở ocean park một mình đã quay đấy cái giải pháp này rất là hay cái chiếu nghỉ đây nó không tạo ra cho chúng ta kiểu đi nó bị mệt nhưng mà cũng có cái mà ví dụ như là ở trà là trà là năm những căn shop house ấy, thì cầu thang họ họ làm vẹt một vẹt lên đấy thì cũng là một cách nhưng mà làm như thế thì sẽ tối đa được cái không gian đặc biệt là những căn shop house thì là ai cũng vẫn muốn học phát hao phát huy tối đa cái công năng sử dụng diện tích của cái từng tầng một đấy thì cũng là một giải pháp thì các bạn cứ an tâm là sẽ làm được với lại một số ví dụ như ở những căn song lập có những cái, cái 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 chiếu nghỉ những cái cầu thang ấy cũng rất là hay mình đi nhiều 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 phân khu rồi thì mỗi một cái nó cũng có một kiểu thì bác nào thì hình dường như là diện tích rộng hơn và đắt tiền hơn thì không gian sáng tạo lại rất là dễ. Thế còn bó hẹp ở ở cái khu diện tích nó bé thì chúng ta cũng lại có câu chuyện nó lại cũng hơi 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 khó một tí, cũng chúng ta cũng tìm giải pháp thôi. Thế thì đây mình thấy đây, ví dụ như đây nhá họ thiết kế cái này rất đẹp, đấy, chiếu nghỉ đây, dưới này trồng không gian này, đấy, đèn led này, đấy, đem lại một không gian rất là tuyệt vời, đúng không bước chân này, đấy. Và sao nó cũng phù hợp với không gian nữa Đây ví dụ như cái này Mình cũng nhìn thấy này Họ làm này Họ quay một tí chiếu nghỉ này thôi này Đấy, Nhưng mà đi, đi đi lên đây Cái cảm giác rất là đẹp đúng không Và Cái cái nghệ thuật này Và Đây để dưới đây làm toilet này Đấy đầy bếp này Đúng không Nó bố trí phù hợp với không gian của mình Cả một không gian như này Cả một nhà này Thì mình thiết kế làm sao nó phù hợp Mà cũng lại câu chuyện là Chúng ta cũng đầu tư tài sản như thế rồi thì đầu tư thêm những cái thứ này nó phù hợp thôi cũng không có gì cả đây một cái bếp này bếp này là đá trắng này rất là đẹp nên cái style của chúng ta từ cái cái phong cách của chúng ta như nào nhưng mà mình thì câu chuyện đây là một cái kiến trúc này cũng rất là đẹp nhé thì mình thấy cái này nó sẽ như hội chẳng hạn như là uh, vợ nàng đang trẻ trẻ uh, con chim quý phải ở lầu son ấy. thì khi mặc cái bộ váy mà đi từ trên này xuống ấy, thì nó sẽ khác, đúng không? nó sẽ rất là đẹp, quý phái, quyền uy. đấy thế nhưng mà nếu mà bước ra một bộ máy mà từ cái thang máy đi chăng nữa thì nó lại nó lại kiểu khác. đấy. <laughs> thế nên là thôi thì mỗi người một kiểu. thì mình cũng chỉ là đôi khi có những người là rất thích thang bộ, mình đợt đấy đợt đấy mình đi khám sức khỏe quân đội, cố hỏi chứ ờ, em đi thang máy có bị hồi hộp không? à đi thang bộ lên tầng này này, thì mình bảo là không, em toàn đi thang máy thôi. <laughs> tim không sao cả <laughs> nhưng mà ví dụ như bạn nhìn nhá chúng ta nhìn thấy một một người một người nữ đúng không nhất là những người đẹp chẳng hạn mai phương thúy chẳng hạn ấy hoa hậu mà đi từ trên này xuống đúng không mặc váy dài dạ hội thì cũng nó có nét quyến rũ riêng đấy, kiểu vậy <laughs> mỗi người một kiểu đi từ đây xuống đấy còn khi mà đã vào thang máy kia thì thật ra cái thang máy bé thì chắc cũng chỉ đi được hai người thôi đấy tùy từng diện tích nữa thế và bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái câu chuyện của sẻ khe chúng ta cũng đã nhìn thấy nhiều cái video mà chúng ta làm sẻ khe rồi chúng mình quay cái câu chuyện của sẻ khe mình luôn nói là các bạn có thể làm hồ cá coi này nó có thể là trẻ trồng chuối này chuối cảnh hoặc trúc tùy theo cái phong cách của chúng ta thì thực tế là ở, ở ocean bóng một và dưới đấy thì chủ đầu tư cũng sẽ cho cái kiến trúc như thế này thôi mình ví dụ nó cũng giống như một cái bầu trời này bạn ngồi ghế vip này bạn nhìn được ra thì nó phát huy được cái khung cảnh Đấy, vé và vé đây thì nó đắt hơn đúng không đấy, tôn cao cái giá trị lên thì đây câu chuyện này có thể là bạn ấy bể một cái cái không gian đấy thôi nhưng mà cũng là tạo được một cái bể bơi nhá cái xích đu này đấy rất là hay diện tích cũng không cần phải bơi ở đây thì cũng không cần nếu mà sải cánh ví dụ như đa số thì ở ocean park một thì đều có công viên nội à, ocean park hai đều có công viên nội khu rồi cái đâu đó thì chúng ta chắc đi bộ cùng nắm nó cũng chỉ đến 50 mét là lại ra đến một cái công viên có bể bơi nội khu chẳng hạn. Hoặc là sang thích nào mới nữa thì sang Royal Way Park. Thế nhưng câu chuyện này ai cũng thích, thích ở nhà nhà, ở nhà đầy đủ tiện ích đúng không? Chúng ta về là all in one. Đô thị đã all in one rồi nhưng mà nhà chúng ta cũng lại all in one nữa. Tất cả cái service nó ở đây. Đánh tennis xong về nhà bơi. Rồi bây giờ cũng làm được cả bể sục, Sakuji ở tại nhà nữa cơ mà. Đấy, cái, cái công nghệ nó cũng đem lại cho chúng ta chỉ có điều là chúng ta ở trong cái lúc ban đầu này chúng ta ý tưởng thiết kế nào chúng ta đưa full cái cái option nó vào thì ở đây những cái mái ở những cái mà khu mà mà sẽ khe ấy, để ra ấy, thì các bạn chủ đầu tư sẽ cho phép các bạn là làm cái chỉ được cái kính thôi nhá kính thôi chứ không chúng ta lại bảo diện tích nhà ta ta xây hẳn lên đây thì cái đấy lại không được nhé chúng ta làm cái này thôi kính thôi kính bên trong đây thì bây giờ cái các bạn đã thiết kế ra như này rồi ở à, các cái, cái hoa văn này thì chúng ta lựa chọn thôi ai hợp cái hoa văn này hợp cái gì thì các bạn lựa chọn thôi thậm chí là chúng ta ở cái cái này không gian này bạn có thể lại che kính được vào nữa bạn có thể bật điều hòa ở đây nữa đấy các tiện ích nó như vậy chưa uh, đấy thì còn ví dụ tầng trên này cũng vậy có những cái giải pháp tầng trên này cũng vậy bạn cũng sẽ làm được cái này chủ đầu tư quản lý về không gian đấy, trên cao trên cùng không vượt được quá không gian nên là được Đấy, thế thì chúng ta sẽ thấy cái tầm nhìn của chúng ta rất là đẹp ngồi đây thì không bị uh, mưa nắng và lại được uh, thông không khí thiên nhiên đấy, đưa cả cái công viên cái tiện ích uh, tầm view vị trí và vị trí của chúng ta đấy, để đưa lên độ tôn cao cái giá trị tôn cao giá trị của cái thì um, một số như Trà uh, là này uh, san hô này thì hải âu hải âu thì có một số cái căn mà mình thấy là bên trên nó không phát huy được cái này đấy thì có, có khi không được làm được kho, đấy thì còn có những cái cái nữa mà trên cùng nó có cái vòm mà mình hay tư vấn là các bạn có thể làm cái đèn chùm ấy, thì cái giải pháp thiết kế họ cũng rất là hay, họ làm uốn máy cong, uốn máy mái cong, máy cong, máy vòm này đây, đây bạn nhớ này đây này cái chỗ này này, đây chỗ này là giống chỗ này này, chủ đầu tư quản lý về không gian này nhé, đấy đây này các bạn nhìn, được. như ví dụ như cái này ở Ờ, mình nói ví dụ như ở chỗ đây là à, Hải Âu chẳng hạn thì bạn sẽ view được hẳn ra cái hồ điều hòa 24 24,5 hecta đó nhìn sang Ngọc Trai chẳng hạn thì đây cái chỗ này bạn, thiết kế chỗ này đúng không thì chỗ này cảm một không gian rất là đẹp rất là tuyệt vời để nhìn chủ đầu tư sẽ thiết kế từ cái chiều cảo quản lý cái chiều cao này đây đây này đấy các bạn đấy thế thì và đây này cái diện tích này là cái diện tích của xẻ khe này bạn uốn lượn này ra đấy chứ không phải bạn bạn xây được hẳn đến đây đâu nhé không được đấy chủ bạn chỉ đi, đi đến chỗ này thôi đấy thì thực tiễn là chủ đầu tư đã làm à mọi người đã làm đây cái chỗ này đây bạn chỉ để ở đây thôi nhé không không làm được lên đến đây ông lại bảo tao cạn <laughs> lại như ấy lại can lên đến đây nữa không được không có không được không có nhá thì chúng ta chú ý như vậy thôi và một số các căn đấy thì mình nhìn thấy như là xong lập là ở chè là này uh, một số cái thì có cái cổng thì nếu mà mình hy vọng là sau này nhưng mà chủ đầu tư sẽ quản lý về đồng dạng nên là nếu như các bạn là cổng này mà mỗi nhà một cổng một màu lại phong thủy nữa thì chắc là mình chưa chưa cái này chúng ta cũng sẽ nghiên cứu thêm đấy thế vì cái, cái, cái cổng cổng mà các cái căn song lập ấy thì theo thấy mình mình có một cái cảm nhận riêng là, là cái, đã mua cái loại mua cái cần triệu đô thì cái cổng đấy mình nghĩ là chắc cũng sẽ các bạn cũng sẽ sửa đấy thì nếu như mà uh, sửa mà đưa những cổng của anh nhập từ bên nước ngoài về thì chắc là lại lại là một vấn đề thế nhưng mà ví dụ không gian này cũng thấy bạn 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 không để cái này nhé bạn để hàng rào mờ mềm ý, tức là bằng cái cái lãng hoa cái chậu hoa thì vẫn ok vì đây an ninh cũng là tốt lắm an ninh cực kỳ tốt bộ camera khắp mà các bộ camera mà mấy lớp cơ thế, từ cổng vào này đến vào bên trong từng khu từng phân khu một nên là cũng an tâm cái vấn đề của an ninh thì rất là tốt thế thì cái câu chuyện là là đấy thì chúng ta có một số các cái vấn đề khúc mắc về thật ra thì mình nghĩ là cũng không có vấn đề gì đâu các bạn mua phải căn thô thì cái giá nó đã như thế bây giờ chúng ta sẽ làm cái điều cũng hay là là chúng ta sẽ theo cái phong cách cái style của chúng ta thường thì mình thấy rằng là một ngôi nhà nó sẽ có ba cái gọi là à, ba cái mình thấy là ba cái thứ nhất là cái phòng cách phòng khách thứ hai là bếp và có cái điều chú trọng là có thể là ban thờ tâm linh đấy, vì cái văn hóa người việt thì chúng ta sẽ thấy là phòng khách thì sẽ thể hiện cái quyền uy gia chủ đúng không? Đấy, và đôi khi tiếp khách thì chúng ta vào đấy cũng sẽ thể, thể hiện những cái đấy mà khẩm khách đôi khi nó lại là à, dùng đến một câu chuyện nó là một cái đâu không đó, nó là tài sản sinh tiền nó cũng là lơi tiếp khách và nhân lên những mối quan hệ thì nó cũng thể hiện những cái quyền uy, những cái sự giàu có thịnh vượng đấy, phòng khách mình nghĩ là cái cái đây, cái trao chuốt cho bạn rất là nhiều ở đấy. cái nữa là cái phòng bếp thì nó là giữ lửa đúng không, tạo lửa. Đấy, nhiều bây giờ thì nhiều khi là mọi người cũng thích đi là trong các cái khu đô thị cũng ôn, ôn dinh ăn cũng các cái dịch vụ ăn uống người ta cũng đem về tận nhà nhưng mà đôi khi thì nấu nướng hoặc là cái đấy nó cũng vẫn là cái hay đấy, giữ lửa thì mình nghĩ là cái câu chuyện đấy là để cái bếp mà bếp cũng là một câu chuyện sáng tác rất là cả nguồn cảm hứng sáng tác cho các bác đấy, ngay như cả cái tủ lạnh nữa tủ lạnh của cái hãng đâu, đâu đó còn có cái bếp bây giờ cái cái nồi cũng còn các cái món ăn rồi các cái thứ đấy mình thấy là cũng 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 rất là smart 4.0 có những nồi nấu hay lắm thế còn mình thì mình thích thịt rồi thế <laughs> đấy đấy là cái bếp nhé thứ hai là cái không gian về bàn thờ thì uh, cũng uh, cái đấy nó về một nét về phong thủy thì cũng có thể là chúng ta cũng sẽ về từ cái hướng này thì mình trong kênh của mình mình cũng chia sẻ mình có một bạn bạn cũng đầu tư học tập rồi là cũng bạn ấy và người thầy của bạn ấy cũng đã 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 là cũng người có tiếng trên cái cái giới phong thủy vì có thể là chúng ta kết nối được thì mình sẽ chia sẻ với bạn em bạn đã 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 xử lý vấn đề cho những những khách hàng cũ là ai rồi thầy bạn bạn theo học là là người nào đấy đã có đấy thì cái đấy nó chuyên sâu hơn về cái tâm linh thì nó và mình phải chia, chia chia sẻ nó khi mà kết nối, Đấy còn uh, nó cũng, đôi khi nó cũng không bộc bạch được, đấy vì cái gia chủ cũng cần những cái điều uh, khác biệt và đôi khi nó cũng rất khó về cái việc câu chuyện tâm linh thì các bạn cứ kết nối mà bạn cần, vì về cơ bản nhất của mình thì với cái những cái mình chia sẻ của mình ấy là thứ lớn nhất là chia sẻ chân thật và cái kết nối là hữu hiệu giải pháp cho tất cả mọi người nên là kết nối với mình là cái người đấy cũng cũng rất là tương đối rất là xuất sắc ở trong cái lĩnh vực đấy chứ mình cũng không không làm cái câu chuyện của Zilac giải trí đâu thế thì nó là thực sự là khoa học về cái câu chuyện của cái cái ban thờ chẳng hạn hoặc là cái hướng phong thủy của nó đấy thì đấy mỗi một cái câu chuyện mỗi một căn này thì đâu đó nếu mà vô hình chung các bạn gặp mình trong cái câu chuyện của Vinhome này chẳng hạn thì các bạn hay là nhìn thấy cái khía cạnh của đầu tư đấy, nhìn hay thích xx bao nhiêu lần hay là À, hay là cái cái hạ tầng giao thông ra sao định hướng như thế nào à, tầm nhìn à, cái giá trị cuộc sống rồi là kết nối à, nhân duyên giữa các hàng xóm với nhau tiện ích rồi, rồi mua hàng ví dụ như là à, cùng nhau có cái duyên mua của nhau thì thì là à, đôi khi là của mình thì đấy các bạn thấy là cái thông tin luôn luôn update rồi rồi là cái câu chuyện của sau này các bạn còn lấy sổ đỏ rồi còn nhiều thứ ở trong này nữa đấy thế nên là À rồi là à, đây mình cũng đấy thì cái câu chuyện có hai việc là thứ nhất là về cái cầu thang nhé Thứ hai là những cái nét kiến trúc mà những cái, cái mình tối đa được cái công năng cái diện tích của chúng ta ở cái những cái căn xẻ khe. Đấy. Thế và à, vừa rồi thì chủ đầu tư cũng có một cái thông báo cho các bạn về cái câu chuyện là các bạn đăng ký cho thuê ở à, cùng với chủ đầu tư. Đấy thì mình thấy rằng là câu chuyện cũng rất đúng là chủ đầu tư hướng tới ở đây Là một cái khu đô thị, một cái nền tảng một cái đại đô thị uh, siêu quần thể mà hướng đến một cái nền kinh tế du lịch. 988 căn hoàn thiện và 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 250 căn nữa của nhóm Sài Gòn. Thì đấy thì khi đấy thì chủ đầu tư cũng có email rồi thì các bạn cứ 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 trả lời cứ cứ đăng ký ở đấy. Cần hỗ trợ hay cái gì đấy thì các bạn cứ inbox cho mình. Vì cái đấy nó cũng theo cái giá trị của các bạn mua nữa. Đấy và bạn đề xuất như nào bạn bạn ấy thì chủ đầu tư đầu tiên là chủ đầu tư cập nhật. Đấy xong chủ đầu tư sẽ có giải pháp. Để các bạn an tâm Vì cái câu chuyện là chúng ta cũng sẽ như là nhiều khi là chúng ta mua để đầu tư Thì đầu tư thì đâu đó nó khác với đất nền Ở đây thì các bạn sẽ ra tạo cái bất động sản nó Giá trị ra dòng tiền Thế thì chủ đầu tư cũng sẽ hướng đến cái điều đấy Thế thì các bạn sẽ thấy là Một số các chủ đầu tư khác họ xây xong rồi Thì cái đơn vị vận hành nó không Không tốt chẳng hạn Thì chúng ta cũng cái chất lượng đô thị nó cũng sẽ kém Nhưng với chủ đầu tư VIN Thì bạn an tâm là từ xây dựng uh, Vận hành các Thứ về gọi là câu chuyện trước trong sau bán hàng thì cái service nó rất là chuẩn chỉnh. Đấy, thế nên là chúng ta cũng nắm thông tin và chúng ta cũng có nếu mà trong trường hợp các bạn chưa cần gì khúc mắc thì các bạn cứ inbox cho mình. Đấy. À, trên đây đấy các bạn sẽ thấy đây cái cái này là cái chỗ đảo dừa này. Đấy, đảo dừa này, cái những dịch vụ này thì bạn sẽ thấy tiện ích này vô cùng tuyệt vời này. Sau này tắm này là là bốn mùa, bốn mùa bể bơi này, bể bơi bốn mùa, bơi pha lê này, đẹp. Thế thì một số các giải pháp mà mình uh, uh, trong cái quá trình uh, gặp khách hàng và khách hàng cũng inbox lại cho mình đấy, thì mình thấy rằng là một số cái vấn đề nó 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 mà các bác uh, chưa chưa nhiều khi là cũng các bác cũng ở bên nước ngoài một hai là các bác cũng ở dưới tỉnh uh, ví dụ như hải dương Hưng yên hải phòng quảng ninh thái bình đấy ví dụ như vậy đầu tư ở đây thì các bác thấy rằng là nó nó có những vấn đề đấy thậm chí là chưa lên lên những nhận nhà xong rồi lại lại về <laughs> thì lạng sơn chẳng hạn, bắc giang chẳng hạn, thì chúng ta có những cái đấy thì chúng ta sẽ có cái quản lý đô thị chung để chúng ta hiểu và làm sao mà lưng cao giá trị ở cái 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 giá trị đâu đó là chủ đầu tư cũng cũng luôn luôn kỳ vọng cũng luôn luôn hướng tới làm những điều tuyệt vời nhất cho những cái khu đô thị này, đấy nó rất là đẹp rồi đã đang đẹp thì nó chung tay vào các cái uh, giữa chủ đầu tư và cả cá nhân chúng ta nữa làm nên một ngôi nhà một giá trị, đấy vì là 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 những cái căn này và thật ra thì mình thấy như này cái kiến trúc nó cũng vô cùng lắm nếu như để làm được ấy, thì mình cũng tham khảo một số công ty thì là đâu đó bạn cũng phải bỏ lên đến tầm 20 25 25 đấy của cái giá trị đấy giá trị trong hợp đồng của bạn ấy, thì nó sẽ sẽ tương ứng và nó có cả không phải đơn thuần là kiến trúc không có cả nội thất nữa đấy thì các bạn cứ tham khảo và mình cũng sẽ có tìm cho các bạn một hai ba cái đơn vị kiến trúc mà mình thấy thực tiễn đã đang làm ở đấy rồi thì có thể mình sẽ tư vấn thêm các bạn và mình cũng sẽ có những video mình quay thực tiễn để chúng ta thấy là từ một cái căn nhà từ ngày xưa đó là mình nhớ cái thời điểm này năm năm ngoái cũng thế cũng là một cánh đồng thôi Đấy, đi lại rất là bụi bặm đúng không Đấy, thì rồi là chúng ta kết nối chúng ta có trong kênh YouTube luôn luôn đưa lại cho bạn những thông tin Những giải pháp những cái cách thức chúng ta thấy là chúng ta có thông tin hữu ích hơn Đấy, thì các bạn có thể inbox cho mình cái số điện thoại của mình là 090 115 090-115-6886 thì chúng ta cùng cái chia sẻ hoặc các bạn có cái gì khúc mắc thì thì các bạn cứ inbox e cho mình đấy còn những cái giải pháp thiết kế cái này thì mình cũng muốn chia sẻ nhưng với kiến trúc ấy thì theo mình khuyên đấy là các bạn lên tập hợp ở một số ở một công ty làm là full service luôn chứ không là 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 lại một ông thang máy với lại một ông xây dựng một ông ấy thì sau này rất là vất vả rất phức tạp thế rồi là thậm chí là cái đầu mối ấy để chúng ta làm là Sao cho nó phù hợp thế còn cũng có, có những con những người mà lại cũng chọn cái, cái các dịch vụ khác nhau nhưng mà về quan điểm của mình thì mình thấy là cái thực tiễn ấy, thì chúng ta hãy lên đi để, để cái cái gọi là full service rồi sau đó nó nó cũng có nhiều cái nữa như <laughs> là điện nước rồi là các thứ nữa thậm chí là ví dụ như ocean băng một mình thế nhé có bạn nào làm tốt về về sau khi cái điện nước ấy, thì người ta chỉ hỏi trên đấy thế là tập trung là được rất nhiều việc nữa hoặc là câu chuyện như kể cả là à, chúng ta nắp cái tivi nắp mạng nào đấy rồi làm thực tiễn làm là người ta sẽ thấy giải pháp ra sao là ví dụ như cái đường internet đấy để ra một chỗ này nó cách ra nó đi cùng với đường điện ấy sau nó sẽ bị hai cái nó nó khác thì là internet cũng cũng bị ảnh hưởng đến chất lượng đấy thế nên là các bạn cũng sẽ sau đó là là làm nó nó chuẩn vì cái thực tiễn ở đây nó câu chuyện là như vậy thế rồi là ừ, lúc mà khi mà cũng phải lựa chọn cái đơn vị pháp nhân nó chuẩn chỉ chứ không là những cái người mà chúng ta lại bước chân vào theo kiểu giá cứ tìm cái giá rẻ nhất rồi cuối cùng là lại không đâu vào đâu đấy thì câu chuyện nó là như vậy nên là đối với mình ở đây là là cũng đã hàng hiệu các bạn bỏ một tiền một cái câu chuyện <laughs> cũng lại nghĩ một cười một bạn bạn ấy à, cái nhà bạn nội cá một cái công viên trà là đúng không thế các bạn bảo mua chục tỷ thôi, bạn câu chuyện đùa nhau chục tỷ thì chắc gì đã mua được cái sân nhà em, đây <laughs> là chúng ta ở đấy rồi thì chúng sẽ làm ta chúng ta làm cái gì đấy à, cái những cái, cái 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 nội thất cái kiến trúc nó cũng chi phí nó cũng vừa đúng xứng tầm không là chúng ta lại lại một vài ba câu chuyện tiết kiệm là lại đau đầu đấy, nên là hoặc là tìm giải pháp thì đương nhiên là mình cũng sẽ tìm những cái đơn vị để hai ba đơn vị các bạn có thể tham khảo cái câu chuyện này như vậy và uh, uh, một số các cái update thông tin thì chắc là mình cũng sẽ update uh, có liên quan thông tin thực tế thì đến bây giờ thì uh, vẫn bàn giao chủ đầu tư vẫn bàn giao trước nghỉ Tết đâu đấy. và đâu đó là ngoài Tết thì như mùng 10 cũng đã bàn giao ở những cái phân khu kinh đô ánh sáng rồi đấy, nên là chúng ta cũng sau những kỳ nghỉ để Tết này thì chắc là cũng ta cũng nếu ai mua để ở hoặc nếu mà cái cái giải pháp đầu tư thì bạn đăng ký với chủ đầu tư đúng cho thuê lại đấy cái cần thô hay quan hoàn thiện đấy thế và những cái chúng ta cũng nếu mà trong trường hợp chúng ta đi về đây ở thì rõ ràng là chúng ta cũng phải lựa chọn những đơn vị kiến trúc rồi đấy và lựa chọn những đơn vị kiến trúc thì đâu đó mình thấy là căn bé thì chắc là độ khoảng 3 tháng mà nếu như mà không bé thì to thì chắc cũng phải 5 đến 6 tháng thì đâu đó là chúng ta, ta nhìn nhận kết nối những cái thứ đấy vào thì mình thấy là thị trường cũng sẽ sôi động trở lại sôi động lại với những thời điểm phù hợp và với Vin thì các bạn cứ an tâm là, là câu chuyện làm của Vin là nó cả một cái đường dài vì ví dụ, ví dụ như bắt tay ở cái dự án này thì Vin cũng bắt tay nghiên cứu từ năm 2019 rồi chứ không phải đến bây giờ thì cái tất cả các cái dữ liệu về kinh tế chính trị xã hội hoặc các bài toán kinh tế sẽ được lượng hóa rồi bởi các cái chuyên gia rồi Đấy, còn cái cái những khúc cua ngã rẽ thì đương nhiên là cũng có thể là chúng ta ấy nhưng mà các bạn cứ an tâm Đấy. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video hẹn gặp lại các bạn trong các video sau